chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Realme C25. Và hiện tại thì sản phẩm này đã được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá rơi vào tầm khoảng là 4,7 triệu đồng. Nếu như mà trừ quà đi thì tầm khoảng là 4,4 triệu đồng. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và đánh giá nhanh cái chiếc Realme C25 hàng chính hãng để xem là nó có gì nổi bật trong phân khúc giá khoảng hơn 4 triệu nhé. Và đây là chiếc Realme C25 của chúng ta. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành khui hộp, thì các bạn có thể thấy phong cách đóng hộp rất là quen thuộc với tông màu vàng đen. Đó. Phía bên dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp nữa, và cái hộp này thì sẽ đựng quai chọc SIM này, kèm theo đó là ốp lưng silicone và sách hướng dẫn sử dụng. Đó. Tiếp theo thì phụ kiện phía bên dưới đây thì nó sẽ có củ sạc, và củ sạc này thì sẽ là một củ sạc nhanh với công suất đó chính là 18W. Tiếp theo một sợi dây cáp USB Type-C. Đó. Với toàn bộ phụ kiện của chiếc Realme C25 hàng chính hãng. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Quay trở lại với chiếc Realme C25 của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nhận xét một chút về phần thiết kế của sản phẩm này. Vì trong phân khúc tầm khoảng hơn 4 triệu, vậy nên là cái chất liệu hoàn thiện của nó chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Với phần khung viền này, lẫn phần mặt lưng sau đều được làm từ nhựa, và nó sẽ là một thể nguyên khối cả phần khung viền lẫn phần mặt lưng sau. Phần mặt lưng sau đây thì nó được làm họa tiết hơi nhám một chút, và nó sẽ giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay, và cũng là tăng khả năng ma sát giúp bám tay hơn trong quá trình sử dụng. Nó sẽ chia làm hai khoảng này, và phía bên đây nó sẽ có logo của Realme được dập và chìm. Phía bên góc bên trái đây thì nó sẽ có một cụm camera với ba ống kính. Ống kính chính thì sẽ có độ phân giải là 48 megapixel, hai ống kính còn lại đều có độ phân giải là 2 megapixel, một ống kính chụp ảnh macro và một ống kính chụp ảnh chuyên dụng smartphone. Phía bên góc dưới đây thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED, và cụm cảm biến vân tay một chạm thì sẽ được đặt ở phía sau lưng. Chuyển sang phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình với kích thước lớn lên tới là 6.5 inch. Tuy nhiên thì cái độ phân giải màn hình của nó chỉ dừng ở mức là HD cộng mà thôi. Tấm nền được trang bị là IPS LCD. Vì cái độ phân giải HD cộng trên kích thước màn hình 6.5 inch, vậy nên là nó sẽ cho hiển thị hơi rỗ một chút, không được sắc nét cho lắm. Nhưng mà bù lại thì cái màu sắc của nó lên khá là ok, màu sắc lên tươi, nổi bật, góc nhìn rộng. Và cái màn hình này thì nó sẽ có thiết kế dạng giọt nước. Với cái phần giọt nước đây thì sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 8 megapixel. Phía trên phần giọt nước thì sẽ là một cái loa đàm thoại. Các bạn có thể nhìn thấy là phần viền màn hình của cái chiếc máy này thì nó thuộc dạng cũng tương đối là mỏng ở phần viền hai bên, đúng không? Và phần dày nhất đó chính là về phần cạnh dưới đây. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn này, kèm theo đó là phím tăng giảm lượng. Tiếp theo cạnh bên trái thì nó sẽ có một khay SIM. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là 2 SIM và một thẻ nhớ ngoài. Ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có cổng sạc USB Type-C, mic đàm thoại, jack cắm tai nghe 3.5mm và loa ngoài. Và đó là về phần thiết kế cũng như là màn hình của chiếc Realme C25. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc Realme C25 sẽ được trang bị một con chip đến từ MediaTek, đó chính là Helio G70, và đi kèm với dung RAM là 4GB. Mỗi trong có hai phiên bản bao gồm 64 hoặc là 128GB. Người dùng thì có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD. Phía pin của máy thì sẽ có dung lượng là 6000 mAh, và đây là cái điểm nhấn của nó. Ngoài ra nó còn hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 18W. Về cái điểm số AnTuTu đạt được thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 217.000 điểm này. Điểm CPU đạt được là 70.000 và điểm GPU đạt được là 32.000. Trong video lần sau thì mình sẽ gửi đến các bạn các bài test hiệu năng ở trên chiếc Realme C25 này nhé. Về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái nền tảng đó chính là Android 11, được tùy biến ở trên cái giao diện đó chính là Realme UI 2.0. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi mở hộp và đánh giá nhanh về chiếc Realme C25. Và đây là một chiếc smartphone đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá rơi tầm khoảng là hơn 4 triệu đồng. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Realme C25 này? Và với những gì mà chiếc Realme C25 này thể hiện được thì các bạn có chọn mua nó trong tầm giá khoảng hơn 4 triệu đồng hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.